Trời ơi màu vàng xinh quá đi, cầm trên tay rất là chắc chắn luôn nha. Sau một năm nấu ăn dặm cho em bé, thì chiếc máy xay cũ nhà mình đã hỏng rồi, nên là tậu ngày chiếc máy xay mới. Hôm nay mình chọn máy xay mini anh xin. Si. 13 nhà mặc X xuất xứ từ Hàn Quốc nha. Tìm hiểu nhiều review trên thị trường rồi, nên mình quyết định mua em này. Vì mình ấn tượng với thiết Tuy kế nhỏ gọn nhưng dung tích chừa đến không, Bà em. Xay được khối lượng lớn thực phẩm như thịt, tôm cá hoặc thực phẩm nhỏ như hành tỏi. Tiểu vẫn vô tư luôn. Khi cầm vào thì mình thấy cối thủy tinh siêu chắc chắn. Dây 5 mm xay cả được thực phẩm nóng luôn. Ở dưới có chân đế si là cân chống trượt bám. Chắc chắn lắm. Nó có viền si là cân chống trào. Đậy vô kín. Nên không sợ say đồ ăn bị trào ngược lên đâu nè. Bên trong được trang bị lưỡi dao tám cánh. Và thép không gì. Giúp xay nhuyễn thực phẩm hơn. Hoặc nay mình nấu món súp bí đỏ tôm cà rốt cho em bé. Tôm mình cho vào cối xay chỉ 10 giây là đã nhuyễn rồi. Siêu nhanh luôn nhưng vẫn có độ dài nhất định nha có máy xay trợ thủ đắc lực thì công đoạn chế biến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều mà không phải lích kích đừng băm hay dã nữa các mom nào có con trong độ tuổi ăn dặm thì nhất định phải sắm em máy xay này để công cuộc chuẩn bị đồ ăn cho con dễ dàng và nhanh chóng hơn nha mình để sản phẩm trong giỏ hàng dưới góc bên trái màn hình và đặc biệt có vô chế Bipi. và chỉ còn 490.000 thôi các mom nhanh tay mua liền nha Máy xay mini mà có tới 8 lưỡi dao. Đã vậy cả lưỡi dao và trục đều làm từ thép không gì. Hầu như là mẹ Sam chưa thấy cái loại máy xay ăn dặn nào như cho vậy bé. Như vậy cả, món nào mà ngại sử dụng máy xay có trục bằng nhựa. Thì thử mua máy xay Magic này đi nha. Sẵn tiện hôm nay mẹ Sam làm món mì tôm Mẹ Sam mạch. sẽ review cho các mẹ tham khảo ha. Cá là bé nào đang biếng ăn cũng thích cái món này nè. Để làm món này thì mình cần có tôm, cá rốt khoai tây đã hấp chín, yến mạch cà chua trước tiên Tiếng thì cần phải xay, xay yến mạch ha các mom nào mà có bột yến mạch sẵn rồi à thì mình bỏ qua bước này nha cho yến mạch vào máy nhấn vài cái là yến mạch đã mềm mịn rồi nè tiếp theo thì sẽ xay cả khoai rốt. tây và tôm cho mịn rồi sẽ cho ngược phần yến mạch vào thêm một tí dầu ăn nữa để hỗn hợp được mịn hơn xay lại một lần nữa là xong rồi nha đó chỉ cần vài cái nhấn là phần hỗn hợp đã mịn và dẻo rồi mọi người có con ăn dạ à thì nhất định phải mua máy xay tại nha tại vì dùng nhiều lắm máy xay Magic này thì với cối thủy tinh cao cấp dày năm mm có thể xay thực phẩm nóng lạnh đều được rất là dày dặn và chắc tay có đế hết si là cân chống trượt nữa nè điểm khác biệt của máy xay mà nghịch với các dòng máy xay khác và cũng là cái điểm mà mình ưng ý nhất là cái phần lưỡi dao có tới tận 8 lưỡi cả lưỡi dao và trục đều làm toàn bộ từ thép không gì khi mọi người tiệt trùng hay trần quá nước sôi thì an toàn hơn so với trục nhựa công suất thì lớn 200 trăm quay 10.000 vòng trên phút Xay nhuyễn tất cả các loại thực phẩm như là tôm thịt cá chỉ bằng vài nút chạm mọi người cũng có thể tận dụng làm các loại nước chốt bin su con xay đồ ăn dạm cho con thì không cần phải bán hoa nắp xay thì có giòn chống trào, lúc xay thì khá là êm hiện sắc thì đang có giá ưu ừ đãi khoảng tầm hơn ba chín chăng. các mom vào góc trái mà hình để săn ngay ha là cái món ăn á thì sau khi xay nhuyễn hỗn hợp rồi thì mình sẽ cho vào túi bánh kem lặn thành từng sợi mì vào nước súp đợi sợi mì nổi lên Tương thêm một tí xíu nữa cho chín hoàn với toàn với món ăn này thì mẹ có thể nấu cho bé ăn sáng ăn chưa chua hoặc là ăn nhiều đều được vừa ngon lại vừa dinh dưỡng sợi mềm mềm vị béo của yến mạch Vị ngọt của tôm cà rốt hòa quyện với nước súp rất là ngon luôn nha. Và mọi người đừng có sợ là cái sợi mì nó dai nha. Chỉ cần bấm đũa nhẹ thôi là đã được rồi. Cho nên bé rất là dễ ăn luôn. Các mẹ lưu lại công thức nấu ngay cho bé nha. Nhà có em bé bắt đầu ăn dặm, săn sen được cái em máy xanh mini này. Về là phải tê xi si ngay. Kinh nghiệm là cứ mang ra xay đồ cấp đông. Xay mịn cỡ này là yên tâm. Biết ngay mới khỏe cỡ nào. Rồi xay thử cháo cho em bé thì thấy nhuyễn mịn luôn. Máy cũng có thể xay được những thực phẩm khối lượng ít, dù chỉ 20 gram. Mẹ nào mà muốn nâng cấp từ máy 4 lưỡi hoặc 6 lưỡi nên em máy xay mười 13 này thì quá hợp lý. Cối xay thủy tinh rất là dày dặn chắc chắn. Bên dưới thì có đề xi là chống trượt. Nắp đầy thì được trang bị một cái vòng silicon chống trào. Điểm khác biệt so với các dòng máy xay trên thị trường đó là toàn bộ trục và lưỡi dao đều bằng thép không gì. Đi tiệt trùng sẽ rất là an toàn so với trục nhựa. Còn đa phần bây giờ thì mọi người đều trụng dao 8 lưỡi rồi. Máy thì dùng rất là đơn giản, chỉ cần nhấn phía trên để khởi động và thả ra để ngừng. Người lớn tuổi ở nhà dùng cũng rất là dễ thao tác. Máy có thể sử dụng để xay sinh tố làm minh su, xay thịt cá, làm sốt chấm hoặc là xay đồ ăn dặm cho em bé. Và đợt xe này thì máy chỉ còn 399k thôi. Mọi người xem thêm ở giỏ hàng góc trái nhá. Máy xay đa năng AC đến 13 đền từ nhà mạng ích tiêu chuẩn Hàn Quốc. Bé gấu nhà mình này bước vào giai đoạn ăn dặm nên mình tính săn xin được em máy xay mini đa năng này. Để chống chuột silicon là có độ bám cao an toàn cho người sử dụng. Cối thủy tinh cao cấp có thể chịu được nhiệt độ cao. Thiết kế nhỏ gọn quá là tiện dụng nè mấy bà. Lưỡi dao tám cánh làm từ thép không gì, lắp đặt đơn giản nhanh chóng, thao tác một chạm là có thể sử dụng. Xay nhuyễn thực phẩm, xay được cả đá lạnh nữa nha. Xay nhuyễn nhanh chóng giúp nấu nướng nhàn hơn. Chỉ với vài phút là có ngay món ăn ngon rồi nè. Mấy nay còn là bảo bối chuẩn bị ăn dặm cho em bé rất tiện nữa nè. Máy nhỏ gọn nên vệ sinh đều rất dễ dàng. Máy xay AC đến 13 xay sinh tố, làm bơ ra bình su, xay thịt, làm sốt chấm, đồ ăn dạng cho em bé vẫn rất ok. Tốc độ xoay 10.000 vòng trên phút, giúp xay nhuyễn các loại thực phẩm. Cối thủy tinh cao cấp dày 5 ly, thiết kế trục xoay 8 lưỡi dao, chất liệu thép không gì an toàn khi sử dụng. Đa năng dễ dàng xay rau củ ăn dặm cho bé, làm sốt chấm. Nắp silicon chống trào, chân đế silicon chống trượt. Thể tích 0,3 lít đủ cho một bữa ăn hàng ngày, giúp món ăn luôn được nấu tươi mới. ăn dặm cho bé đã có magic lo với trục 8 lưỡi dao được làm bằng thép không gì xé nhuyễn thức và ăn mịn. máy cầm tay nhỏ gọn và tiện lợi sản phẩm đóng gói kỳ lượng đến từ chi tiết tiện hàng và ưng lắm các món mình tê si thử máy xay magic với món cải cháo bó tôm. xôi tôm đã luộc và cải bó xôi mình đã trần qua nước nóng cháo nóng mình xay cùng với nước DC đã chưa ngăn đông với 8 lưỡi dao cứng cắt thì xay đá rất dễ và nhanh Cối thủy tinh dày 5 mm nên xay được thức ăn nóng để silicon bám chắc nên các mom không cần vừa ấn vừa giữ cối đâu ạ à. chỉ cần chạm nhẹ là được để sử dụng máy xay đúng cách thì các mom nên nhấn liên tục nhé. Nắp đậy viền xi là cần chắc chắn dễ lắp chống cho tốt vì bé chỉ mới tập tăng thô dần nên mình chỉ xay ngày mồng Cháo còn tháng lại 3. mình giữ nguyên để tăng thô máy xay mà này xay rau mịn lắm các mom trước đây mình dùng các loại máy xay khác xay rau lợn cơ bé mình không chịu ăn từ khi có em magic này thì cháu rau không còn là nội ám ảnh của mình nữa rau nhuyễn mịn bé thích ăn hơn mình thường chuẩn bị bữa ăn cho bé mỗi buổi sáng để bé ngủ dậy sẽ có ăn ngay luôn đỡ tốn công làm nhiều lần thì mình xay và nấu sẵn chứ ở ngăn mát tủ lạnh khi nào bé ăn sẽ mang ra đun khuấy để cho bé ăn với Magic thì chuẩn bị sẵn như vậy nhanh hơn tiện hơn khi xay cả nóng cả đá mà vẫn mịn không cần phải dây lại giúp bé ăn ngon hơn, Thì hơn khi mình hay cho thêm một muỗng cà phê dầu ăn dặm, để bắt vị hơn hoàn thành một buổi ăn dặm vô cùng nhanh và tiện lợi từ nay chân ái của mình có lẽ là em magic này ngoài xây và nấu thức ăn dặm cho bé các mom có thể dùng để làm binh su sinh tố đã xây các loại cho gia đình giải khát mùa hè thông tin sản phẩm mình có để ở góc trái màn hình các mom tham khảo nhé mình có vô chơi đặc biệt áp dụng giá trị còn 399 k giá gốc tận 690.000 lận Trời ơi cái khúc này là Trang hú hồn luôn á mọi người Mày xe mini gì đâu mà công suất quá trời mạnh Trang Vừa mới chạm nhẹ một cái Mà nó đã quay 10.000 tầm một phút rồi Thiệt mà say cơ đó thì tỏi ớt Chỉ cần chạm đúng 3 giây là nó đã nghiền nát như thế này rồi nè và em nó chính là máy xay mini cao cấp của nhà Magic, Magic luôn chỉnh chu từ khâu đóng gói cho tới chính sách hậu mãi. Bảo hành lên tới 24 tháng. Nên là mọi người có thể yên tâm sử dụng. Khang đã từng dùng và review hai sản phẩm của nhà Magic nên là cảm thấy rất yên tâm về chất lượng. Chất liệu cao cấp, an toàn cho trẻ nhỏ nên là các mom có thể yên tâm sử dụng để xay cháo hay là đồ ăn dặm cho bé. Phần nắp này được làm từ nhựa baby không mùi an toàn và có trang bị thêm vòng si là cân giúp chống trào. Cối xoay thủy tinh dày dặn chắc chắn. Bên dưới thì có chân đế giúp chống trượt. Và một điểm khác biệt so với các dòng máy xay trên thị trường đó là toàn bộ trục và lưỡi dao đều được làm từ thép không gì khi dùng và tiệt trùng thì sẽ an toàn hơn so với trục bằng nhựa với thiết kế 8 lưỡi dao và công suất cối xay là 200W nên là chỉ cần nhấn nhẹ ở phần nút phía trên và thả ra sau 30 giây thì là đá hay là thịt cắt miếng lớn thì cũng sẽ được nghiền nát một cách dễ dàng ba mẹ ở nhà lớn tuổi cũng có thể dùng vì dễ thao tác có thể dùng máy để làm đun su, xay sinh tố, xay thịt cá làm nước chấm hay là xay cháo, xay đồ ăn dặm cho con đều được. Và ưu điểm cuối cùng đó là máy có thiết kế nhỏ gọn và có thể tháo rời từng bộ phận nên là dễ dàng vệ sinh. Lưu ý để tránh gặp trường hợp giống như trang ở đầu video. Thì khi xay những nguyên kiểu rắn như là đá thì thì mọi người nên giữ chặt cái cối xay rồi hãy ấn nút nha. Mua tại giỏ hàng của trang thì có vô chơi đặc biệt áp vào. Giá chỉ còn 399k thôi nha.